Thì các bạn đã trở lại với Lạ Đà Lạt. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về đổi cù. Hiện tại thì mình đang đứng ở bên cạnh đồi cù. Bên này là khu vực Gốc Pha Lây, bên này là khu vực đồi cù, nhưng mà nó bị ngược nắng. Câu chuyện đồi cù là một câu chuyện khá khôi hài. Thú thật đó, nó hài hước. Nếu như các bạn có thường xuyên theo dõi, có thường xuyên theo dõi báo chí, với trình độ lật bánh tráng, cái này chắc là do mấy anh báo chí thôi, chứ thực ra mình nghĩ chắc chả có chuyện như vậy đâu ha. Cách đây cỡ 6 tháng hơn, khi mà chuyện đồi cù này lên, rồi mình cũng làm video, cũng có một vài người, cũng có nhiều người, cũng có nhiều thành phần vào phản đối kịch liệt. Nhưng rất là may là có rất là nhiều những cô chú người Đà Lạt, mà mình thấy người Đà Lạt rất là hiền, phản ứng lại với cái đồi cù này và báo chí vào cuộc, thì thực ra cũng không ăn thua. Nó cứ đã được cấp phép, đã được phê duyệt, bây giờ đùng đoàng cái cuối cùng cũng chưa được cấp phép, cũng chưa được phê duyệt. Nhưng mà thực ra tin mình đi, mọi thứ nó sẽ đâu vào đấy thôi. Thế đối với những cái người xây công trình này cho đến giờ ấy, và liên quan đến công trình cái tòa nhà đồi cù này ấy, thì chả có cái núi mẹ nào thiêng đâu. Mình nói thật, không có thiêng đâu. Chứ Lang Biang thì theo mình nghĩ vậy, cho nên là nó không có thiêng gì đâu. Chắc là mọi thứ đâu lại bỏ đấy. Thì cái thông báo gần đây nhất đến từ Ủy ban Nhân dân tỉnh hay là thành phố gì đấy, thì bảo là cái này đã sai phạm và đang đề nghị tháo dỡ, và có bảo là bắt tháo dỡ sai phạm từ tháng 4 năm ngoái cho tới giờ, thế mà nó vẫn xây dựng ngang nhiên này, mình chả biết nữa. Thôi thì ngày hôm nay đi dạo một vòng quanh đồi cù. Mình rất là thích một bài báo của bên Tuổi Trẻ kêu là hãy trả lại đồi cù cho người dân Đà Lạt. Bài báo phân tích đã rất là kỹ, không biết là anh nhà báo này có phải là người Đà Lạt và người lớn tuổi Đà Lạt, sống ở Đà Lạt lâu không. Thú thật là mình không biết là anh có phải là người Đà Lạt hay không, nhưng mà cái tâm tình đó nói lên y như tâm tình của người Đà Lạt đấy. Tại vì sao anh biết rất là kỹ là từ năm 1992 thì đã đồi cù này đã được rào chắn, che chắn lại như vậy, và được làm cái sân gốc, và thậm chí hơn 30 năm sau thì cái sân gốc này kinh doanh vẫn thua lỗ. Kỳ lạ vậy, kinh doanh vẫn thua lỗ, cho nên chỉ làm sân tập thôi. Tại vì cái sân gốp nó nhỏ bằng cái lỗ mũi như vậy ấy, thì đâu cần cái tòa nhà sân gốp to đùng như khách sạn 5 sao đâu. Trời ơi, có những thứ nó thế nào là mình đoán vậy thôi nhé. Mình đoán nó là cái khách sạn luôn, chứ không phải là cái tòa nhà điều hành sân gốp. Giống như bên nào đó người ta nói khổ vậy. Hiện tại đi ngược nắng. Bây giờ là buổi sáng, nhiệt độ bây giờ vào khoảng 19 độ, rất là trong lành. Và mình đang đi dạo ở một vòng quanh Hồ Xuân Hương, quanh cái đồi cù. Đồi cù thì bên tay trái ở đây. Bây giờ mình dám cá luôn là cái căn ở trong đấy ấy, cái tòa nhà ở trong đấy, gọi là tòa nhà điều hành sân gốc ở trong đấy ấy, thực ra nó là xây dựng theo tiêu chuẩn khách sạn. Chắc là mình buổi tối mình phải rình rình và mình coi. Tại vì đơn giản này, cái sân gốm này nó từ lâu đời rồi, đúng không? Cái tòa nhà điều hành lâu đời rồi, nó vẫn vậy, vẫn thua lỗ, vẫn làm vẫn bình thường. Tự nhiên nói là cái sân gốm nó bé như cái lỗ mũi mà. Cái sân gốm này như cái lỗ mũi mà. Có 16 lỗ gì đấy, 16, 18 lỗ gì đấy, nhỏ xíu như cái lỗ mũi. Thì đâu cần một cái nhà điều hành nó to mà gọi là điên điên khùng khùng lên như vậy đâu.
to đùng như vậy đâu. À, rồi sau đó là gì? Cái sau đó là lái dư luận bằng cách là làm gì nhỉ? Xin chuyển đổi công năng xây hầm để xe 7 hầm, sau đó là không phê duyệt để lập lờ đi cái chuyện mà đang xây cái tòa nhà nổi. Thôi thì báo nói sao thì mình nghe vậy thì mình thấy là nó hài hước ấy. Đây là một câu chuyện mà các bạn thực sự có phải theo dõi câu chuyện về đời cù này mới thấy nó sự hài hước của nó. Hài gì đâu, nhưng thực sự cứ tưởng tượng những cái đây là những cái đồi ha, những cái đồi cắt hết những cái cây này này, giống như bữa mình quay cái cảnh hoàng hôn bên này, cắt hết những cái cây này, cỏ này, người dân được vào trong này tản bộ, tập thể dục, làm những con đường uốn cong, dạo bộ chỉ dành cho xe đi bộ thôi ha, chỉ dành cho đi bộ thôi, thì tuyệt vời, làm thành những cái bãi xe, gửi xe thôi. Mình nghĩ là đó, trong này thì nên làm những bãi gửi xe máy này, rồi sau đó là có một bãi ô tô này để cho người ta, sau đó là người ta đi bộ, thu tiền vé đó là đủ nhiều rồi. Thu tiền vé nó đủ nhiều rồi, nói thật. À, để tí nữa mình chỉ cho, có một chỗ hóa ra cách đây mấy, cách đây 1-2 năm ấy, trước khi nó trước khi nó làm cái trước khi người ta xây dựng cái sân gốp ấy, thế là người ta che chắn hết khu vực ngã năm lại. Mình tưởng là làm gì, đúng là để quảng cáo để kiếm tiền thêm ấy, nhưng mà người ta cũng có một cái mục đích ấy nha. Ý là che xong á, không ai có cái góc nhìn người ta trong đời cù người ta đang làm, che chắn rất là kín. À, đối diện ở bên phải ấy là quảng trường và chúng ta đang đi vòng quanh đời cù. Bây giờ thì khoảng hơn 8 giờ một chút xíu rồi, cho nên là không có nhiều người tập thể dục đâu. Đây là những cái hàng mai anh đào ở bên này. Thì thú thật là những cái hàng mai anh đào ở bên này ấy, thì có tùy từng cây thì nó mới đẹp nhé. Tùy đường cây nó mới đẹp, chứ không phải là cây nào cũng đẹp. À, đây là có những cái bãi để xe như vậy này ha. Đó, dọc những bãi để xe này, sau đó là đồi cù ở trong này thành những cái đồi đi bộ nhìn xuống. Thật ra tầm nhìn cũng khá là hay. À, ở đây buổi sáng có nhiều khán giả, khách du lịch. Những khách du lịch chứ, khách du lịch ngồi ở xung quanh bờ hồ. Tầm nhìn của những cái thành phố lớn ấy, tức là luôn luôn có một không gian cực kỳ rộng làm công viên. Cái không gian đó mà xẻ miếng ra mà bán ấy thì chắc phải tiền tỷ đô không ấy, nhưng người ta quyết định là người ta sẽ không làm, không bán, và người ta sẽ không cho thuê gì hết mà để sử dụng vào mục đích công cộng, mục đích cộng đồng ấy. Nó hay. Ở bên này có cây, có cối ở bên hồ nước, không gian rộng như vậy làm cho người ta yên bình hơn. Nếu như có một lãnh đạo nào táo bạo ha, đi lên và mở lại đời cù, chắc cái xác suất này rơi vào không biết là bao nhiêu, 0,00 mấy đấy, mình nắm chắc. Nhưng đó là một sự thay đổi lớn cho Đà Lạt, một sự thay đổi lớn. Nhưng thường thường thì mọi người hay nói để làm gì ấy, phải đặt ra câu hỏi để làm gì, ai là người có lợi đó, để làm gì và ai là người có lợi đó. Và có lợi hay không cho người dân Đà Lạt, ví dụ như là để làm gì, bỏ hết cái đời cũ lại như cũ này thì để làm gì này, để làm công viên này, nó có lợi như thế nào, đúng không, tính toán. Rồi là có những cái chiến lược về du lịch, gọi là cho khách du lịch như thế nào đó thôi, chứ mình cũng không giỏi nhá, mình không có giỏi, mình học du lịch đấy, nhưng mà có những sáng kiến ấy, du lịch bền vững thì thường thường ấy, nếu mà khi trình ra ấy, thì người ta sẽ không nghe đâu. Những thầy cô của mình về du lịch ấy rất là giỏi luôn, thầy cô cực kỳ giỏi. Vì sao là nói thầy cô du lịch của bọn mình đều giỏi là vì sao?
thầy cô nào cũng 5-7 khách sạn và 5-7 cái nhà hàng hết, mấy cái nhà hàng toàn là nhà hàng lớn. Các thầy cô đi dạy, các thầy cô dạy vì đam mê thôi. Nói vậy không biết mọi người có tin hay không, nhưng mà thực sự là các thầy cô đi dạy vì đam mê luôn ấy. Vì đam mê dẫn dắt. Cho nên mỗi khi nói về những cái kiểu như là đời cù, hay nói về kinh doanh, nói về du lịch, nói về những chính sách ấy, thì các thầy các cô giỏi lắm. Các thầy các cô cũng khá là thất vọng về nhiều thứ. Tại vì đơn giản là các thầy cô của tụi mình được học ấy là không phải là những thầy cô không có kinh nghiệm, không chỉ có gọi là dạy sách vở đâu, mà thực chiến luôn. Các thầy cô có khách sạn, có nhà hàng, có đội ngũ. Cho nên là những cái kinh nghiệm mà thầy cô chia sẻ nó thật và nó thực tế lắm, nó thô lắm. Cho nên nói là thầy cô nói là trúng tim đen luôn. Nên là mình rất là tân quý những thầy cô dạy dỗ mình thời đại học. Thực sự là, cho nên là giống như mình nói cái vườn hoa thành phố ấy, nó đáng lẽ là một cái địa điểm thu hút hơn và tốt hơn. Nhưng mà ở trong đó thì như mọi người vào thì mọi người thường thường chỉ vào một lần thôi. Hiếm khi các bạn vào lần 2, lần 3 nếu như các bạn tự nguyện đi. Còn thường thường vườn hoa thành phố là để khai thác cho khách đoàn là nhiều. Khách đoàn thì đó, vé 40.000 chiết khấu, ví dụ còn 20.000 một khách, thì cái người làm tour mà đưa cái vườn hoa thành phố vào á thì nó cũng rất là hay. Rẻ. Thiết kế tour rẻ. Rồi bữa nay thì có chợ đêm ở đây này. Có ẩm thực chợ đêm ở trước vườn hoa thành phố buổi tối, chắc buổi để khi nào mình thử đi mình xem tối nay đi ha. Mình xem, nay là cuối tuần rồi, mình đi xem. Mình thì thấy là câu chuyện đời cù là cái chuyện hài hước. Nó cứ này nọ lắt léo hài lắm. Mình thấy hài hước. Mình có kỷ niệm nhiều với đời cù này. Toàn là đi vào đó mò trai bắt ốc ở trong đấy thôi. Thực ra nếu mà phục vụ giới siêu giàu thì cũng chả sao. Theo mình nghĩ là quay lại vậy làm đời cù cũng không sao hết. Nhưng quan trọng là nó phải sinh lời, đúng không? Tức là công ty chủ quản thuê cái đời cù này của nhà nước thì nó làm sinh lời. Và sinh lời xong thì trả tiền thuê đàng hoàng, rồi tiền đóng thuế đàng hoàng. Thế thôi. Thế là cái tiền đó là quay lại phục vụ điện đường trường trạm cho người dân. Thì nó cũng là một cái bài toán kinh tế. Ê, nhưng mà có vẻ như sau 30 năm thì không biết chuyện gì, nó đã xảy ra chuyện gì. Đó, sau này chúng ta sẽ có một cái khách sạn và mọi thứ nhiều khi nó lại đâu vào đấy à. Nó cũng đâu vào đấy. Sau đó lại thuê 3-4 em TikToker, YouTuber văn lý là Đà Lạt vào review khách sạn đẹp quá, xây đúng chuẩn quy hoạch. Nhét tiền vào mồm em ấy lại đi khen khách sạn ngay. Buồn cười. Nói thật là buồn cười quá. Nói thật là mắc cười lắm nha. Cái đội cù, cái câu lạc bộ golf này là từ năm 1922. Đây là một trong những cái sân golf, câu lạc bộ golf đầu tiên của Đà Lạt nhé. Câu lạc bộ golf đầu tiên do vua Bảo Đại làm, nghe đâu là vậy, thành lập cái câu lạc bộ golf này, chơi golf. Nhưng mà sau đó thì có một quãng thời gian người dân được vào làm cái công viên tự do cho người dân, và sau đó thì 30 năm trước thì đã được lấy lại đây. Thì thực ra cái nhà điều hành golf ở đây nhìn mình chưa vô, nhìn cũng nhỏ xinh, phong cách đẹp, 2-3 cái lò sưởi từ phía ngoài. Nhưng mà bây giờ người ta xây cái nhà điều hành to đùng chà bá lửa bên kia. Nói thật là
cứ có tiền là mọi thứ nó cũng dễ dàng hơn. Không, cái này mình nói có tiền là mọi thứ dễ dàng hơn nhé, mình không nói chuyện cái sân gốc nó có tiền như thế nào đâu nhé. Bây giờ nó có dây trái phép sai quy định, bữa sau nó lại được khánh thành xong ấy, cỡ mà thuê đấy YouTuber văn lý lạ Đà Lạt, thuê YouTuber văn lý lạ Đà Lạt vào cứ có tiền nhét tiền vào mồm, tức là tự nhiên văn lý lạ Đà Lạt đi khen, ui công trình này đẹp tiêu biểu, công trình này là một công trình vậy thôi, có gì đâu. Nhiều khi nó vậy ha. Hot YouTuber như văn lý lạ Đà Lạt này nhét cho ít tiền vào mõm, sau đó là văn lý lại gáy, văn lý lại kêu ui mấy cái khách sạn này xây đẹp lắm, đủ tiêu chuẩn, các bạn nên đến nha. Thế là tự nhiên lấp liếm hết cho những cái thứ mà không đâu vào đâu. À, nãy giờ mình đi qua ngã năm mất tiêu rồi. Bây giờ là chuyển qua cái đường Phù Đồng Thiên Vương. Đường Phù Đồng Thiên Vương ấy thì nhiều cây cối, những cây cổ thụ. Nó là may là những cái cổ thụ này luôn luôn được tỉa gọn gàng và nó sống sót qua mưa bão, bão giông rất là nhiều. Đó, cây cổ thụ thì có nền tảng, rễ bám sâu. Cho nên qua cái câu chuyện về đời cũ ngày hôm nay thì mình rút ra được một bài học, đó là có những câu chuyện cười chúng ta nên có những câu chuyện khá là hài hước, có những câu chuyện cười hài hước. Và cảm nhận của mọi người, suy nghĩ của mọi người như thế nào về cái đôi cù, hãy để lại bình luận bên dưới nhá. Hay đừng có bác nào như mấy bác bữa trước, có mấy bác vào chửi mày không biết gì. Thì thường là mình không biết gì, mình chỉ đọc báo thôi nhé, báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên viết như thế nào mình đọc như thế đấy. Cho nên là thôi, mình sẽ cùng nhau đọc những câu chuyện cười, lâu lâu đọc những câu chuyện cười để đời nó vui thêm. Thôi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian đi lòng vòng với Lạ Đà Lạt, và hẹn gặp lại các bạn ở một video lần tới của Lạ Đà Lạt nha. Bye bye.